don't need a cake. A fancy wedding's not for me. Won't you marry me? Marry me today. Cause I love you. I wanna give you my whole life. And you love me. You say you want me as your wife. And they say keep your heart safe. But I can't wait no. Yeah, they say keep your heart safe. But I can't wait. Won't you marry me? Marry me. Let's not waste more time and just marry me. Marry me. I want the world to know you're mine. And I don't need a cake. A fancy wedding's not for me. There's no one I'd rather kiss than you. And that's one thing you swear you'll never do. And they say keep your heart safe. But I can't wait no. Yeah, they say keep your heart safe. But I can't wait. Won't you marry me? Marry me. Let's not waste more time. So just marry me. Marry me. I want the world to know you're mine. And I don't need a cake. A fancy wedding's not for me. Won't you marry me? Marry me today. No one knows about the things that I've been through with you. There were times I drive you nearly mental. But when you're mad, you're still beautiful. And I know that I'm punching way above. So lucky that we fell in love. Sometimes I wonder, am I enough? Could have someone without a belly or a temper. Perfect teeth, hair growing where it's meant. You know my lips are all I can hold against you. This is all that I'll ever need, you and I. Hello, my love. I've been searching for some. Gặp gỡ ấy là cho phép hội nhà trai chúng tôi thắm lễ
sang của chàng gái để tiến hành nghi lễ cưới hỏi. Thế thì báo cáo với các ông các bà là trước tiên là tôi cũng xin được thông báo cái vấn đề lễ nghi. Thì cái này là được sự đồng ý của đôi bên gia đình. Sau cái buổi gặp gỡ thì cho phép tôi cùng lúc có thể là triển khai luôn ba cái lễ, trong đó có cái lễ ăn hỏi và lễ xin cưới, và sau lễ cưới là lễ xin dâu. Thế thì trước tiên là cho phép tôi xin được kính cáo với gia tiên ông bà tài, và sau là xin được kính trình tới các ông bà cô dì chú bác anh chị em mong sao bên họ nhà gái hợp tác cùng chúng tôi nhận lễ và tạo điều kiện tốt nhất để đôi bên gia đình tổ chức thành công ngày vui cho hai cháu. Thế còn mong sao cái dịch bệnh nó trở lại bình thường thì chúng ta lại tiếp tục mở tiệc và triển khai tiếp. Thế thì dù sao chăng nữa cũng là cái thành công bước đầu mà đôi bên gia đình có được, đó là nhờ sự giúp đỡ cũng như là tạo điều kiện tốt nhất dành cho nhà trai chúng tôi, là một cái buổi tiếp đón rất là trang trọng, lịch sự và thân thiện. Thế trước lúc nhường lời cho đôi bên gia đình với tư cách là đại diện, cho phép tôi một lần nữa xin gửi tới các ông bà cô dì chú bác lời cảm ơn chân thành nhất đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn tất cái công việc của mình với con cháu. Và cuối cùng xin được chúc các ông bà cô dì chú bác anh chị em họ hàng đôi bên tổ chức thành công ngày vui cho hai cháu. Xin cảm ơn. Đại phái đoàn bên nhà gái ở nhà trai, tôi tên là Phạm Văn Huy, là chú của cháu Trang và cũng là cổng chèo với nhà anh Tài. Thì hôm nay thì xin phép được đại diện cho họ nhà gái thì cũng có đôi lời phát biểu. Trước hết là xin nhiệt liệt hoan nghênh gia đình nhà trai đã rất chi là chu đáo chuẩn bị lễ. Thì tôi thì mình là người Việt Nam thì tôi nhìn thấy cái lễ này là cũng rất chi là trọng thị, và xin chân thành cảm ơn họ nhà trai đã dành những cái tình cảm mà đối với nhà gái. Thì về phần nhà gái chúng tôi thì cũng hôm nay thì cũng nói chung là do Covid cho nên là có một số cụ ông cụ bà với anh em trong gia đình là cũng chưa đầy đủ. Thôi thì chúng ta hai bên gia đình đã thống nhất với nhau và đi lời qua tiếng lại với nhau, nói chuyện với nhau rồi, và thống nhất là chúng ta ngắn gọn nhất làm sao mà để tạo điều kiện cho hai cháu nó đến với nhau để sau này các cháu nó gây dựng gia đình. Thì thay mặt gia đình thì tôi cũng xin là nhận cái lễ này của bên họ nhà trai. Khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau. Chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa.
mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Bà thức cho hai cháu như thế này nhé.
ra được. Xin phép bà ngoại đại diện cho người cậu là cũng vì dịch nên là không xuống được, và mợ mợ cũng gửi quà để trao hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Mương ngoan theo cái, bạn mương ngoan theo cái. Cứ như thế này rồi cũng khóc cả ngày cũng được. Có ăn mũi gì không? Cứu chứng kiến. Phải trang. Không tí thì đi cuốn của chị là trang hoài. Nào, cái duyên đấy đấy là duyên năm nay này của em sang năm đến chị đấy nhá. Cháu chỉ vào nhà. Giao về đi. Quay hai bà ông bà ngoại chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, để chọn một đời để các cháu xây dựng lên sự nghiệp của các cháu, nhà anh của cháu thì nghĩ hai bà ngoại nói là được rồi, thay mặt cho gia đình chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cái thứ hai, thứ nhất, thứ hai nữa là hai cháu xây dựng nên sự nghiệp tốt đẹp. Trang à, chị biết là em đi lấy chồng thì cũng là một niềm vui của cả gia đình. Nhưng mà hôm nay thì cũng là ngày vui của em, thì chị cũng chúc em, hai em trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, thì sớm có tin vui với gia đình. Chúc vợ chồng em Đức trăm năm hạnh phúc. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Chúc em sống sinh quý tử nhé. Tôi chúc con, vợ chồng con hạnh phúc nhé. Chào hạnh phúc trăm năm này, ăn lên làm ra làm gì được đấy này, để đầu lòng đứa cháu trai cho mẹ này, cuối năm trăm năm đứa con gái là thế là mẹ mừng rồi.